Kim Ngân, Ngô Hữu Hòa, Đức Bình, Phố Đỏ, Đào Hồng Thái, Lâm Đồng, Phố Xanh, Hà Đồ và Sứ. Nghe lời trọng tài chống, xe lại. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Như vậy là đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Chủ tịch Tư đoàn Vật Việt Nam thưởng cho hai đội mỗi đội 200.000 đồng. Xe đài rất đẹp. Đồng chí Quân, chủ nhiệm câu lạc bộ Kim Sơn thưởng cho đội Lâm Đồng nếu thắng trận này 1.000.000 đồng. Như vậy là đô Lâm Đồng 8 trận đấu này sẽ được 1.000.000 đồng của anh Quân ở Kim Sơn. Hiệp 1, Đào Hồng Thái, Lâm Đồng, 8 quận.